Nguyễn Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh Bán Nhà Chính Chủ Sài Gòn ha. Hôm nay Nguyễn Hoàng đang có mặt tại con hẻm 297 của trục đường Tân Hòa Đông nè. Ở đây thì hiện tại đang thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân của chú anh chị ha. Hướng này của chú anh chị mình sẽ di chuyển về bên mặt tiền đường của đường Tân Hòa Đông, hướng đi ra bên hẻm 357 của Tân Hòa Đông ha. Còn mình rẽ phải thì mình di chuyển về bên hẻm 297 Tân Hòa Đông nha. Rẽ phải thì ra bên 357 nha của chú anh chị. Thì cái căn nhà của mình nó nằm ở trong cái con hẻm này, mình di chuyển vô bên trong nè. Đây, khoảng không gian này ha. Đó, cái căn nhà của mình là cái căn này nè, một trệt, một lầu ở bên trên của quý anh chị ha. Thì khoảng không gian ở đây của quý anh chị mình quay đầu xe rồi nó cũng khá là dễ nha. Ở đây rất là rộng nha quý anh chị. Không gian ở đây rất là rộng nha. Rồi còn cái hướng này là của quý anh chị mình sẽ hướng đi về bên mặt tiền đường của đường Tân Hòa Đông. Thì cái hẻm 297 này thì nó giáp ranh với lại quận 6 nha quý anh chị. Ở gần ngay chỗ góc ngã tư giữa đường Phan Anh với lại đường Tân Hòa Đông và đường An Dương Vương của chú anh chị ha. Nếu của chú anh chị nào muốn tìm cái vị trí của nhà này, của chú anh chị mình di chuyển từ bên vòng xe Phú Lâm hướng đi về bên ngã tư giữa đường Tân Hòa Đông với lại đường Phan Anh đó. Mình đi lên một trên một tí nữa thôi là của chú anh chị mình sẽ gặp cái hẻm 297 gần ngay chỗ trường học Trần Nhân Tông của chú anh chị nha. Trần Nhân Tông của chú anh chị nha. Và gần ngay chỗ ủy ban nhân dân phường Bình Trị Đông luôn của chú anh chị. Ở căn nhà của mình đây ha. À, căn nhà của mình đây, một trệt nè, một lầu nằm ở bên trên nè. Nhà mình thì hiện tại đang có cái địa chỉ là 297/25 nha. Ở đường Tân Hòa Đông thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Nhà này thì có kết cấu là một trệt, một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh ha. Điện nước của nhà mình là nước chính của nhà nước, đồng hồ điện của nhà mình nó ngay góc này. Đồng hồ nước thì nó nằm ở bên trong này nha quý anh chị. Thềm nhà của mình thì hiện tại là chủ nhà đang làm cao hơn so với lại cái thềm đường là khoảng cỡ chừng là 2 tấc của quý anh chị ha. Khoảng cả 2 tấc nha. Rồi chủ làm cái lài bê tông nè để mình lên xe nè của anh chị, khá là tiện nha của anh chị. À, nhà này thì hiện tại chủ nhà đang xài là hai lớp cửa, đó là một lớp cửa sắt lùa và một lớp cửa sắt kính của anh chị. Vô bên trong đây đó thì hẻm này là hẻm thông nha. À, rẽ phải là thông luôn, rẽ trái của anh chị mình cũng thông luôn, ngay chỗ cái cây cục điện đó của anh chị, nó có một cái con hẻm á. À, của anh chị mình rẽ phải thông nha, rẽ trái thông luôn ha. Căn nhà này hiện tại chủ nhà đang chia sẻ cho bên Nguyễn Hoàng với mức giá đó là 2.450.000.000 nha. 2.450.000.000 giá này thì chủ nhà vẫn còn thương lượng của chú anh chị ha. Bề ngang của ngôi nhà của mình đó là ngang là 3m3. Chiều sâu vô trong là 6m5 của chú anh chị. Tổng diện tích đất ngôi nhà này đang sở hữu là 20.7m2 nha. Một trệt, một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Hướng chính của ngôi nhà của mình là hướng Tây nha. Điện nước thì nước chính của nhà nước. Ở đồng hồ điện của nhà mình thì nằm ở bên ngoài nè. Đồng hồ nước thì nó nằm ở bên trong. À, góc phải này là của anh chị. À, ở đây chủ nhà có trang bị cái máy bơm đẩy cho của anh chị mình sử dụng luôn nè, ngay góc này nè. Ở đường ống rồi là đi đậy đều đủ hết rồi ha. Ở CV tổng của ngôi nhà của mình đây, hiện tại thì chủ nhà đang ốp gạch cao lên là 5 viên gạch nha của anh chị, cao chắc khoảng có 1m5 ha. Ốp từ dưới lên trên là 5 viên nha. Ở thì đường trước nhà của mình đây, đường này thì nó rộng khoảng cỡ chừng là 3m, xe ba gác di chuyển vô được nha. Căn này ba gác di chuyển vô được nha quý anh chị. 297/25 ha. Của mình là hiện tại là 297/25. /27 của trục đường Tân Hòa Đông thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, gần ngay chỗ ủy ban nhân dân phường Bình Trị Đông ha. Giáp ranh với lại quận 6 nha quý anh chị. Ở bên trên là hệ thống đèn à. Bên tay phải thì có đèn một tiếp 2, bên tay trái cũng vậy luôn. Ở chủ nhà trang bị đầy đủ hết rồi ha. Ở bên trên thì chủ nhà có giật hộp luôn nha quý anh chị. Giật hộp ở bên trên là có cái hệ thống đèn đèn led dây ở bên trên nữa nha. Nhà thì chủ nhà có trang bị là rèm cửa cho mình luôn nè. Ở phía ngoài này là trang bị rèm cửa nè. Cửa này thì hai lớp ha. Rồi không gian này thì chủ nhà có để mình một bộ ghế sofa ở đây nè, gồm một cái ghế dài, hai ghế nhỏ và một cái bàn. Còn không gian bên này là cái kệ nha quý anh chị. Ở kệ để mình để đồ ở ngay góc này ha, hoặc là mình để tivi. Rồi bên trong này là toilet nè. Bên này sẽ là cái cầu thang để mình di chuyển ở bên trên. Cầu thang này thì đúc bê tông cốt thép nha. Đúc bê tông cốt thép tay vịn thì bằng sắt nha quý anh chị. Bề mặt đi thì bằng đá hoa cương ha. Ở không gian của hệ thống tủ bếp của mình đây nè. Này là tủ bếp bằng nhôm nha quý anh chị. Không gian này là tủ bếp bằng nhôm hết nha. Khu vực tủ bếp bằng nhôm hết. Bề mặt cái dưới này bằng đá hoa cương nè. Rồi bồn rửa chén inox 304. Gạch thì chủ nhà ốp cao ráo luôn. À, tủ này tủ nhôm. Tủ bên dưới cũng vậy luôn. Tủ này cũng là tủ nhôm nè cũng chị. Không gian của tủ nhôm nha.
ở toilet của mình đây ha. Dạ thì chủ nhà ốp cao ráo lên tới bên trên luôn nè. Ở có bồn cầu, lavabo, gương soi rồi đầy đủ hết nha quý anh chị. Cửa này thì chủ nhà đang xài là cửa nhôm nha, nhôm kính của quý anh chị ha, nhôm kính nè. Ở hệ thống đèn rồi đã được trang bị đầy đủ hết, bên trong này là đèn led âm với lại đèn mồ, đèn 6 tấc nè quý anh chị. Đường ống thì chủ nhà cũng đã trang bị đầy đủ hết rồi. Ở cầu thang thì đúc bê tông cốt thép ha. Ở phía đằng này thì chủ có làm thêm bóng đèn một tiếp 2 ngay góc này nữa nè. Bên này thì chủ làm cái hệ thống lam nha quý anh chị. Ở lam gỗ ha, lam gỗ ở không gian này nè. Tại vì cái cầu thang của mình đó là nó hiện tại đang chúi ra ngoài đường đó, nên chủ nhà làm cái này để chắn lại của quý anh chị. Chắn lại cho nó đúng cái phong thủy của ngôi nhà ha. Rồi để Hoàng di chuyển tới bên trên. Phía này nó có một cái bệ nè, bệ này của quý anh chị mình để đồ được nè. Không gian này nè, để đồ được nha quý anh chị. Ở lên bên trên đây là lầu 1 của ngôi nhà của mình. Ở lầu 1 này thì có hai phòng ngủ ha. Hai phòng ngủ nha quý anh chị. Ở đây là phòng bên trong nè. Ở chủ nhà xài hệ thống đèn đồ đầy đủ hết. Bên này có cái ô kính nè quý anh chị. Kính lấy ánh sáng nè. Phía này nó cũng có cái hệ thống đèn của cầu thang nè. Ở đèn cầu thang ở ngay góc này. Ở đèn một tiếp 2. Ở đây thì một phòng. Cửa này thì chủ nhà xài được cửa nhôm nha, nhôm kính cửa lù nha quý anh chị. Cửa này thì cửa lù. Còn phía bên này là cái toilet của ngôi nhà mình đây. Toilet thì nó nằm ở giữa. Ở bên tay phải thì hệ thống đèn. Rồi phía ngoài này nó có cái khoảng không gian của phòng ngủ nữa nè. Ở hệ thống đèn led âm trần ở bên trên, hai bên là đèn một tiếp 2. Cửa này cũng xài cửa nhà, cửa nhôm nhôm kính đó của anh chị. Có trang bị rèm cửa rồi đầy đủ hết. Ở bên tay trái bên tay phải là đã được trang bị rèm cửa hết. Không gian này thì phục vụ ban công nha. Đó, ban công của ngôi nhà mình đây cũng có lan can nè. Lan can này lan can bằng sắt nha quý anh chị. Lan can bằng sắt nha. Đó, không gian của lan can của mình đây, lan can bằng sắt, cái sơn với tông màu đen ha. Cửa này cũng là cửa nhôm kính luôn. Ở bên trên thì chủ nhà có làm cái mái nè của anh chị. Mái này là mái tôn nha, tôn mà dạng như kiểu giả ngói của anh chị, tôn giả ngói nha. Rồi chủ nhà cũng có hàng mấy cái khung sắt lên để đỡ cái mái tôn này luôn. Ở lối này thì hẻm này là hẻm thông nè của anh chị, để phải để trái gì cũng đều đi thông hết ha. Còn hướng bên này thì mình di chuyển ra bên 297 của Tân Hòa Đông, còn để trái thì mình ra bên 357 của Tân Hòa Đông nha. Ở hệ thống đèn đây. Cái nhà của mình hiện tại đang thuộc cái con hẻm 297/25/27 Tân Hòa Đông, thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân của quý anh chị nha. Bề ngang của ngôi nhà của mình đó là 3m3, chiều sâu vô trong là 6m rưỡi của quý anh chị. Kết cấu một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Hướng chánh của ngôi nhà của mình là hướng tây nha. Sổ hồng riêng nha quý anh chị, sổ hồng riêng nha, pháp lý rõ ràng ha. À, mua bán ký công chứng sang tên lúc nào cũng được luôn, mà mức giá mà chủ nhà đang chia sẻ là 2 tỷ 450, 2 tỷ 450 triệu, giá còn thương lượng của quý anh chị ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu quan tâm thì kết nối ngay với Nguyễn Hoàng nha. Với cái số điện thoại mà Nguyễn Hoàng đang sử dụng là 0901 796379 nha quý anh chị. Còn nếu quý anh chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm, mình chia sẻ cái video này giúp cho bên Nguyễn Hoàng ha. Nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mình xem được nhiều video sớm nhất của quý anh chị ha. Và bấm like và chia sẻ cái video này giúp cho bên Nguyễn Hoàng nha quý anh chị. Và bây giờ thì Nguyễn Hoàng xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị mình ở clip tiếp theo.